quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký quyết định số 55/2024/QĐ-UBND về việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố. Theo đó, có 9 yếu tố chính ảnh hưởng đến giá đất như sau. 1. Về vị trí, địa điểm của thửa đất, khu đất. Khoảng cách theo thứ tự ưu tiên đến trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, giáo dục và đào tạo, công viên, khu vui chơi giải trí, chợ, cơ sở y tế. Theo vị trí, hiện trạng của dự án, khu đất, thửa đất. Mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Giá đất theo bảng giá đất của thành phố, theo vị trí của dự án, khu đất, thửa đất. Mức điều chỉnh chênh lệch không quá 15%. 2. Về điều kiện giao thông. Loại đường, kết cấu đường nhựa, bê tông, đất và kết cấu đường khác tiếp giáp với dự án khu đất thửa đất theo hiện trạng tại thời điểm định giá đất, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Độ rộng đường bao gồm cả vỉa hè tiếp giáp dự án khu đất thửa đất, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 10%. Số mặt đường tiếp giáp của dự án khu đất thửa đất bao gồm đường ngõ, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 3. Điều kiện cấp thoát nước, cấp điện. Khu vực cấp nước cấp điện ổn định hay không ổn định, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Tình trạng ngập úng khi lượng mưa lớn, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 4. Về diện tích, kích thước, hình thể của thửa đất, khu đất. Trường hợp tài sản định giá là nhiều thửa đất tương tự về vị trí, hình thể, thì diện tích của các thửa đất đại diện được lấy theo diện tích bình quân của các thửa đất là tài sản định giá, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 10%. Mặt tiền, chiều sâu của thửa đất, khu đất, kích thước bình quân trong trường hợp tài sản định giá là nhiều thửa đất tương tự về vị trí hình thể, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 5. Các yếu tố liên quan đến quy hoạch xây dựng. Hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Số tầng cao công trình, tầng hầm, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 6. Hiện trạng môi trường an ninh, bụi, tiếng ồn, ô nhiễm không khí và nguồn nước, gần khu nghĩa trang, khu xử lý rác, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Khu xử lý rác thải, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Mật độ cư dân, tình trạng an ninh khu vực, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 7. Về thời hạn sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất còn lại thực hiện dự án, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. Đối với đất ở, căn hộ bán, thời hạn sử dụng lâu dài, không điều chỉnh. 8. Về các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất phù hợp với điều kiện thực tế, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương, bao gồm danh lam thắng cảnh, đền chùa miếu mạo, làng nghề truyền thống, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 5%. 9. Về các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất đối với đất nông nghiệp bao gồm năng suất cây trồng, vật nuôi, mức điều chỉnh chênh lệch không quá 20%. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở phục vụ dự án giải phóng mặt bằng và khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Long Biên, trong đó bổ sung một tầng hầm. Theo quyết định trên, sẽ điều chỉnh tăng tổng diện tích sàn, bổ sung một tầng hầm, tăng từ 2 tầng hầm lên 3 tầng hầm. Tầng hầm của công trình có tổng diện tích sàn gần 25.000 m2, bảo đảm nhu cầu đỗ xe của công trình theo quy định. Được biết, công trình xây dựng tại khu đất CT2 thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, cao 16 tầng, cung cấp 418 căn hộ, có quy mô dân số 1.300 người. Mục tiêu điều chỉnh nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất, nâng cao tiện ích sử dụng, chất lượng căn hộ, cải thiện điều kiện sống. Tính đến ngày 11 tháng 8, khu đô thị mới G9, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh chỉ có một nhà đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và thương mại Trung Yên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Vì thế, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tiếp tục mời đầu tư gia hạn đăng ký thực hiện dự án đến 17 giờ ngày 3 tháng 10. Được biết, khu đô thị mới G19 có tổng diện tích hơn 26 ha, quy mô dân số khoảng 4.410 người. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ vừa phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 13 thửa đất tại khu Dọc Chanh, xã Trạch Mỹ Lộc. Các thửa đất có diện tích từ 108 đến 127 m2, giá khởi điểm 23,4 triệu đồng trên 1 m2. Cuộc đấu thu hút 75 khách hàng với 141 hồ sơ hợp lệ tham gia đấu giá. Tại cuộc đấu này, 13 thửa đất đã được đấu giá thành công, huyện Phúc Thọ sẽ thu về hơn 66,7 tỷ đồng, chênh so với mức khởi điểm hơn 32,5 tỷ đồng. Các lô đất mặt đường tỉnh lộ 418 tiếp tục được khách hàng trả giá cao. Tiêu biểu là thửa đất ký hiệu DG58 căn góc, diện tích 127 m2 có giá trúng 75 triệu đồng trên 1 m2. Từ ngày 29 tháng 8 đến nay, huyện Phúc Thọ đã tổ chức 3 lần đấu giá đất ở khu Dọc Chanh, xã Trạch Mỹ Lộc với tổng số thửa đất đã được đấu giá thành công. Giá các thửa đất liên tục lập kỷ lục trong phiên lần lượt là 60, 69,8, 75 triệu đồng trên 1 m2.
Mức giá này được cho là cao hơn rất nhiều so với mặt bằng giá của khu vực. Nhà ở xã hội là chủ trương đầy tính nhân văn khi giúp người thu nhập thấp có nhà để ở, xóa bỏ các khu nhà tạm, giúp đô thị phát triển theo đúng quy hoạch hiện đại. Và trong khuôn khổ của chuyên đề nhà để ở không phải để đầu cơ mà chúng tôi đang thực hiện, thì việc phát triển nhà ở xã hội còn là giải pháp lớn để thực hiện cán cân cung cầu, bình ổn quỹ nhà, hạn chế sự đầu cơ, đẩy giá. Tính cho tới hiện tại thì NHS Trung Văn là dự án nhà ở xã hội đắt nhất được mở bán. Với mức giá 20 triệu đồng một mét vuông, một căn hộ 70 mét có giá 1,4 tỷ đồng. Trong khi đó, tại một dự án cùng nằm trên trục đường Tố Hữu, cách NHS hơn 1 km và đã có 4 năm sử dụng, một căn hộ đang được giao bán là 5 tỷ đồng, tương đương khoảng 64 triệu đồng một mét vuông. Cần nhắc thêm là với dự án này, không phải nằm trong phân khúc quá cao cấp hay có sự đầu tư vượt trội. Vậy nên rõ ràng, nếu có được nhiều hơn nữa những dự án nhà ở xã hội mà giao thông phát triển, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thì sự ngáo giá sẽ không còn. Quan trọng nhất theo tôi tức là hành động. Mà hành động thì chủ yếu ở đây tập trung vào ba cái vấn đề lớn. Một tức là phải giải quyết nhanh các cái thủ tục về đất đai để có thêm nguồn cung. Hiện nay có rất nhiều dự án bỏ dở dang, có rất nhiều những cái dự án thì chạy thủ tục dăm bảy năm nay rồi vẫn còn nằm đấy. Và đây là cái điều nằm trong tầm tay của chính quyền có thể làm được. Tới bây giờ không còn căn hộ thương mại kể cả ở ngoại vi có giá 30 triệu đồng một mét vuông. Một thống kê cho thấy tính tới giữa năm, nguồn cung mở bán căn hộ mới tại Hà Nội đạt 8.400 căn, gần bằng tổng nguồn cung trong cả năm 2023 là 8.600 căn. Trong đó, phân khúc chung cư cao cấp từ 50 đến 80 triệu đồng một mét vuông chiếm tới 61%. Phân khúc hạng sang 80 đến 230 triệu đồng một mét vuông chiếm 36% nguồn cung mở bán. Nhưng nguồn cung căn hộ trung cấp giá từ 30 đến 50 triệu đồng một mét vuông chỉ đạt 2,3%. Rõ ràng, nhà ở không thiếu mà chúng ta chỉ thiếu nhà giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền. Lúc này, phát triển nhà ở xã hội lại được nhắc đến, nhưng để hiện thực hóa không hề dễ dàng. Rất nhiều cái dự án bất động sản có nhà đầu tư, có tiền nhưng không triển khai được bởi vì yếu tố pháp lý nó không đủ. Có dự án đang triển khai, vướng pháp lý không được triển khai tiếp. Có dự án triển khai rồi, sản phẩm có thể đưa ra bán được rồi, nhưng pháp lý chưa đầy đủ cũng không thể đưa ra tiêu thụ được. Nhiều dự án bất động sản dành cho người thu nhập thấp nó còn khó khăn hơn nữa, bởi lẽ những cái thủ tục để mà phê duyệt, để mà triển khai được một cái dự án bất động sản cho người thu nhập thấp ấy, nó còn phải qua nhiều công đoạn hơn so với một cái dự án bất động sản thương mại. Do vậy cho nên là chúng ta phải giải quyết vấn đề thứ hai đi kèm theo nguồn vốn là giải quyết những vấn đề pháp lý cho các cái đầu vào là đất đai, là mặt bằng, là các cái điều kiện để các cái dự án này được khởi công triển khai. Những căn chung cư cũ có tuổi đời hàng chục năm giờ cũng bị đẩy giá lên tới 55-65 triệu đồng một mét vuông. Việc người dân nhiều năm dành dụm tích lũy để dành mua nhà ngày một trở nên khó khăn và xa vời. Song để lập lại giá trị đúng của bất động sản, đẩy mạnh nguồn cung thì phát triển nhà ở xã hội được xem là một giải pháp quan trọng lúc này. Đây cũng là yếu tố để góp phần minh bạch, hạn chế sự đầu cơ, đưa thị trường bất động sản phát triển bền vững. Xin nhắc lại là việc phát triển nhà ở xã hội sẽ có ý nghĩa lớn trong an sinh, phát triển nguồn cung, hạn chế sự đầu cơ bất động sản. Tuy nhiên, dù mục tiêu đặt ra khá cụ thể và nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo, nhưng vẫn còn đó các tồn tại khiến tiến độ không được như mong muốn. Những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phải khẳng định rằng vấn đề đất hay vốn là khó khăn chung của nhiều đơn vị. Nhưng lớn nhất và xuyên suốt lại chính là văn bản, giấy tờ mang tính pháp lý với các doanh nghiệp khi bắt tay vào làm nhà ở xã hội. Ngay như chủ trương để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhưng gần một năm kể từ khi được Quốc hội thông qua, vẫn chưa có một dự án nào được hoàn thành bằng hình thức này. Chúng tôi cũng đang kiên trì báo cáo và đề xuất để các cơ quan quản lý nhà nước, kể cả ở Quốc hội, Chính phủ và chính quyền thành phố, xem xét, nghiên cứu có cơ chế để mà có thể tạo điều kiện cho công đoàn sử dụng cái nguồn lực của công đoàn tham gia cùng với lại cái ngân sách nhà nước. Qua đó thì mình có thể là hỗ trợ, mình có thể khuyến khích
các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp mà họ mặn mà với lại cái câu chuyện nhà ở cho công nhân. Nhà ở xã hội là chủ trương đầy tính nhân văn, nhưng để đẩy nhanh tiến độ, giúp doanh nghiệp giảm bớt các áp lực về đất, thuế và đưa người dân đến gần hơn, nhiều hơn với loại hình nhà ở này, cần phát triển theo hướng đa dạng như ưu tiên nhà ở xã hội cho thuê mua. Vấn đề này cũng đã được nhiều đại biểu đề cập tới trên nghị trường và nhận được sự đồng thuận. Khi phát triển nhà ở xã hội thì chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn nữa đến cái phân khúc nhà ở xã hội cho thuê. Và đa phần nguyện vọng của những người lao động có thu nhập trung bình, thu nhập thấp ở các đô thị lớn, họ đều rất mong muốn là họ được sở hữu một căn nhà ở xã hội, không phải dưới dạng mua trả góp mà dưới dạng trả tiền thuê hàng tháng. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm nhiều hơn nữa đến phân khúc này để cho người lao động có thu nhập thấp có thể tiếp cận được một cách dễ dàng hơn với nhà ở xã hội. Và khi nhà ở xã hội được hình thành thì chắc chắn rằng chúng ta đã đáp ứng được rất là nhiều các cái tiêu chí, kể cả về diện tích, kể cả về kết cấu lẫn những cái điều kiện phòng cháy chữa cháy để nó đảm bảo an toàn hơn. Để mục tiêu đến năm 2030 có được ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, đã có nhiều ý kiến được đề xuất, trong đó cần vai trò của nhà nước nắm giữ phần trách nhiệm chính. Theo tôi ở đây vẫn lẫn lộn giữa cái là trách nhiệm của chính quyền địa phương để bảo đảm cái dân sinh cho những người thu nhập thấp có nhà và với cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi vẫn đề xuất là riêng đối với nhà ở xã hội thì một là chính quyền phải đặt hàng doanh nghiệp làm theo cái đơn đặt hàng của chính quyền và chính quyền mua cái nhà ở xã hội lại và anh muốn phân phối cho ai đấy là do chính quyền địa phương. Mục tiêu trong năm 2024 đặt ra là hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên sau nửa năm mới có 8 dự án tương đương khoảng 3.100 căn hộ hoàn thành. Như vậy, trong nửa cuối năm sẽ còn gần 100.000 căn hộ phải hoàn thành và đó thực sự là áp lực nếu không có sự tập trung, quyết tâm từ tất cả các đơn vị.